Đây là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận vào sáng nay ngày 11 tháng 10 năm 2013 tại vụ cháy lớn ở công ty rộng khoảng 1.000 m2, 100% vốn nước ngoài chuyên sản xuất gỗ trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 10 tháng 10 năm 2013. Lúc này ở trong công ty Shining Trend trên đường số 4 khu công nghiệp Đồng An 2, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Có công nhân ngủ lại. Đang ngủ họ nghe một tiếng nổ lớn rồi thấy lửa cùng khói đen bốc lên nghi ngút ở nhà kho của công ty này. Mọi người gọi nhau dùng các bình chữa cháy có sẵn để khống chế và báo cơ quan chức năng. Hơn 10 xe chữa cháy cùng hàng trăm chiến sĩ từ nhiều nơi trong khu vực được Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương huy động để thay phiên và chia ra hai khu vực dập lửa từ bên hông và từ phía trước công ty. Do bên trong nhà kho chứa nhiều nguyên liệu dễ cháy khiến ngọn lửa khó dập tắt. Đến khoảng hơn 4 giờ ngày 11 tháng 10, đám cháy mới cơ bản được khống chế. Lực lượng phòng cháy chữa cháy vẫn tiếp tục có mặt ở hiện trường để tiếp tục dập tắt hoàn toàn đám cháy.